Mới đây, NetEgame đã mở đăng ký trước cho game nhập vai thế giới mở lên bối cảnh đại dương rộng lớn hoành tráng có tên Mystic Abyss Legacy. Cốt truyện của game Mystic Abyss Legacy xoay quanh một thảm họa thiên nhiên khiến phần lớn thế giới bị biển sâu nuốt chửng. Nhưng nhờ vậy, người ta đã phát hiện được tàn tích của một nền văn minh kỳ lạ ẩn dưới đáy biển xuất hiện trở lại. Không may rằng những tinh thể không xác định đã tràn ra từ đống đổ nát này và biến đổi giữa sinh vật dưới nước khiến chúng quay ngược tấn công con người. Với tư cách là một người còn sống sót, người cho có nhiệm vụ chinh phục thế giới dưới nước và làm cho thế giới này hồi phục trở lại. Tham gia vào game, người chơi có thể tạo ra những ngôi nhà dưới nước, đồng thời dành thời gian khám phá cho các thị trấn và tàn tích dưới nước. Bạn sẽ được sống trong một thế giới đại dương rộng lớn với hơn 40 loài động vật biển chưa được khám phá. Mỗi ngày, người chơi sẽ được trải nghiệm cảm giác đi bộ qua những lớp cỏ biển dày đặc, lặn sâu vào tàn tích của một thành phố dưới biển, hoặc xuống đến rãnh đại dương để tìm kiếm những thứ cần thiết phục vụ cho cuộc sống của bạn. Khi đất sụt lún, con người di cư ra biển, bạn sẽ cần một trạm ngầm chắc chắn dưới nước, bảo đảm cho sự sống còn, giúp bạn tránh khỏi những động thực vật biển biến dị đe dọa mạng sống. Đó là những căn nhà vuông vức với hành lang bằng kính trong suốt, bạn sẽ được chọn từ nhiều khối xây dựng khác nhau và chế tạo cho mình cơ sở vật chất hạ tầng đầy đủ để bắt đầu cuộc sống dưới nước. Ở Mystic Abyss Legacy còn xuất hiện thêm những vật nuôi dưới nước thân thiện và bí ẩn. Mỗi vật nuôi đều có những khả năng đặc biệt không đụng hàng, như điều trị, gây sát thương cho người khác. Chúng sẽ cùng bạn sát cánh chiến đấu và dần dần trưởng thành trên hành trình xây dựng cuộc sống mới trong ngày tận thế, giúp chuyến phiêu lưu đại dương thú vị của bạn không cô đơn. Bạn không phải là người duy nhất tìm cách sống sót trong vùng biển tận thế này. Quá khứ là sợi dây ràng buộc giữa bạn và những người sống sót khác, là lời hứa mà các bạn dành cho nhau. Vì vậy, đừng ngần ngại cùng những người đáng tin cậy xây dựng liên minh, chia sẻ tài nguyên cho nhau khi gặp khó khăn và cùng nhau chiến đấu với quái vật, xây dựng một khu vực biển mới để sinh tồn trong ngày tận thế.